Đông Hải xin chào cả nhà. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review hai mẫu sản phẩm đang rất là hot tại Đông Hải nha. Điểm chung của hai sản phẩm mà ngày hôm nay Thư muốn giới thiệu đó chính là phần quai ngang được bện từ da vô cùng mềm mại. Ưu điểm thứ nhất đó chính là vô cùng bền chắc, bởi vì thiết kế bện quai như thế này sẽ tạo nên sự đàn hồi và dẻo dai cho phần quai. Ưu điểm thứ hai đó chính là kiểu bện này sẽ trông vô cùng lạ mắt, tạo nên sự đặc trưng và khác biệt cho hai mẫu giày và dép này. Đôi đầu tiên chính là đôi dép cao gót 4 phân, cả nhà có thể nhìn thấy vừa thoải mái xỏ chân, vừa tôn dáng giống như là một đôi sandal cao gót. Với thiết kế phần gót kitten heel có phủ ánh kim sẽ tạo nên tăng thêm sự nữ tính cũng như là sang trọng cho đôi dép HL87 này. Và đôi thứ hai chính là đôi sandal gót vuông 7 phân này, vừa đủ lạ mắt sang trọng để đi tiệc nhưng mà cũng vừa đủ vững vàng để có thể mang đi làm nè. Và đặc biệt là phần quai được thiết kế phần quai ankle strap sẽ vừa ôm chân nhưng mà không có quá gò bó. Mời cả nhà cùng thử hai mẫu này cùng với Thư nha.